Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tôn vinh 191 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo nhân lực. 110 tập thể và 81 cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng biểu tượng vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Đây là hoạt động nằm trong chương trình nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ nhất. Với việc trang web bán hàng qua mạng Amazon hiện nay bán được nhiều sách điện tử hơn là sách in thì không có gì đáng ngạc nhiên là giờ đây các nhà văn và các nhà xuất bản đang chuyển hướng sang hình thức số. Tuy nhiên các nhà xuất bản trước giờ vẫn là người giám hộ kiểm soát chất lượng văn học thì giờ đây lại cho rằng và chiều nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Chile Guido Girardi Lavín đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chile. Theo thỏa thuận này, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chile cam kết sẽ khuyến khích trao đổi các đoàn thăm chính thức và thăm làm việc. Hà Nội Học viện Quốc phòng đã khai giảng các khóa học năm 2012. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương đã đến dự. Tham gia các khóa học này, các học viên sẽ được nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực, lực lượng. Italia công nhận Việt Nam có quy chế nền kinh tế thị trường và nước này mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức đối tác chiến lược. Đây chính là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italia Giulio Tecci di Sant'Agata tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vào tối. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng và đặc biệt là hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương 4 vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cán bộ đảng viên trên cả nước. Ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức kỳ họp lần thứ tư khóa 8 với chuyên đề về an toàn giao thông là một trong những vấn đề đô thị bức xúc nhất hiện nay của thành phố. Thực hiện năm an toàn giao thông 2012, Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu giảm 10. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tại huyện Tiên Lãng về việc thực thi pháp luật khi thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang. Vào sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu hải quân HQ-264 và HQ-265 được biên chế về lữ đoàn 127 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Hai tổ chức. Chi cục thú y Hà Nội đã chính thức xác nhận tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên đã có hai đàn gia cầm dương tính với virus cúm H5N1. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm nay, thì lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội cũng đã khẳng định là các ổ dịch đã được khống chế, dập tắt kịp.